Chào Đán, các em đã đến với bài học luyện tập trang 98, sách giáo khoa Toán 2. Qua bài học này thì các em sẽ được củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính và được giải bài toán đơn về nhân 3. Các bạn chú ý, trong bài luyện tập này các bạn cần làm 3 bài tập là bài 1, bài 3 và bài 4. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn. Bài 1 yêu cầu chúng ta điền số. Với những số đã cho sẵn và những phép tính được ghi trên dấu mũi tên, các bạn chỉ cần thực hiện lấy số đã cho nhân với số ở trên mũi tên là mình tìm ra được kết quả. Vậy thì như ở đây 3 nhân 3 kết quả bằng 9, mình sẽ viết 9 vào vị trí này. Tương tự như vậy thì 3 nhân 9 bằng 27 thì mình sẽ viết số 27 vào đây. 3 nhân 6 bằng 18 thì mình sẽ viết 18 vào vị trí này. Với bài tập này các bạn sẽ làm giống như cô đã hướng dẫn. Bài 3, mỗi can đựng được 3 lít dầu, hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu? Ở đây là hình vẽ minh họa. Mình thấy này, các can này đều bằng nhau, mỗi can chứa 3 lít dầu. Vậy thì bài toán này được tóm tắt như sau. Một can 3 lít dầu. Vậy thì 5 can như thế đựng được số lít dầu là, mình sẽ lấy 3 là số lượng lít dầu có trong mỗi can, nhân với 5 là số lượng can dầu. Thì kết quả mình tính ra được là bằng 15, đơn vị sẽ là lít, đáp số 15 lít dầu. Bài 4, mỗi túi có 3kg gạo, hỏi 8 túi như thế đựng được bao nhiêu kg gạo? Vậy thì chúng ta có tóm tắt thể hiện được nội dung bài toán như sau. Một túi 3kg gạo và 8 túi ...kg gạo. Bài toán được giải như sau. 8 túi như thế đựng được số kg gạo là, vì là số lượng gạo trong mỗi túi giống nhau đều là 3 thì mình sẽ lấy 3 nhân với số túi gạo là 8. 3 x 8 thì bằng 24, đơn vị sẽ là kg, đáp số 24kg gạo. Bây giờ mời các bạn mở iSeaBook ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những gì mình vừa được học. Hãy mở iSeaBook và bài tập toán 2 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 94. Luyện tập đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. Một số. Để làm bài, các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Với số 3 ở hình tròn và phép tính nhân 4 ở trên dấu mũi tên thì chúng ta sẽ lấy 3 nhân 4 được 12. 3 nhân 4 bằng 12 nên mình sẽ viết số 12 vào ô vuông này. Tương tự như vậy, các bạn cũng có thể tính được 3 nhân 6 bằng 18 để tìm ra được số 18 là số cần viết vào ô vuông này. Thực hiện giống như cô vừa hướng dẫn, các bạn sẽ hoàn thành bài 1. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem được em đã làm bài đúng chưa. Sau đó, làm bài 2. 2 số. Bài 2 cũng yêu cầu chúng ta điền số. Các bạn hãy nhấn vào đây để làm bài này. Chúng ta hãy thực hiện 3 x 5 để tìm ra được số 15 là số cần viết vào ô vuông này. Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta được biết là 3 nhân với số nào thì ta chưa biết, nhưng có kết quả là 21. Thì các bạn đã được học bảng nhân 3 rồi, cho nên dễ dàng các bạn nhận được 3 nhân 7 bằng 21. Cho nên chúng ta sẽ viết số 7 vào vị trí này. Tương tự như vậy, cần đặc biệt ở phép tính này, số nào chúng ta chưa biết này, nhưng mà số đó nhân với 3 bằng 9. Các bạn đã nghĩ ra đó là số nào chưa? Chúng ta đã được học 3 x 3 bằng 9, cho nên dễ dàng chúng ta viết được số 3 vào hình tròn này. Các bạn hãy suy nghĩ và làm bài như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Sau đó, làm bài 3. 3. Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế, có tất cả bao nhiêu quả cam? Chúng ta biết được là mỗi đĩa thì có 3 quả cam. 8 đĩa đều giống như thế. Vậy thì để biết được có tất cả bao nhiêu quả cam, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy số lượng cam có ở mỗi đĩa nhân với số đĩa, đúng không? Số cam mỗi đĩa có là 3 quả, mà có 8 đĩa như thế, tức là mình sẽ lấy 3 x 8 là đã tìm ra được có tất cả bao nhiêu quả cam rồi. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài này, hoàn thành tiếp bài giải như cô vừa hướng dẫn. Các bạn làm xong nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Sau đó thực hiện bài 4. 4 số. Để điền được số vào bài tập này, các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài ở phần A. 2, 4, 6. Cô xin lỗi, 4, 6, 8, 10. Thì số đầu tiên là số 4.
các bạn nhẩm thì thấy được rằng 4 thêm 2 thì được 6 này, 6 thêm 2 thì được 8 này, 8 thêm 2 thì được 10. Tức là đây là một dãy số được đếm thêm 2. Vậy thì dựa vào đặc điểm của dãy số này, chúng ta biết được là 10 thêm 2 được 12. Chúng ta biết số 12 ở đây. Tương tự như vậy, 12 thêm 2 thì được 14. Mình sẽ viết số 14 ở đây. Phần B cũng giống như phần A. Các bạn hãy suy nghĩ để tìm được số kết hợp vào chỗ chấm. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã thực hiện đúng chưa. Sau đó làm bài 5. 5 số. Để làm bài, các bạn hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Số nào mà 3 cộng với số đó thì bằng 3? À, các em đã được học rồi. 3 cộng với 0 sẽ bằng 3 đúng không? Vì 0 cộng với số nào thì cũng chính bằng số đó. Vậy thì 3 nhân mấy thì bằng 3 nhỉ? Các bạn đã được học bảng nhân 3 rồi. Dễ dàng các bạn nhận ra được. Phép nhân 3 nhân 1 bằng 3. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn số 1 vào vị trí này. Các bạn hãy suy nghĩ và làm bài như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong, các bạn nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Và cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này.